các bạn làm thì mình không chê được vào đâu cả. Các bạn thiết kế rất là đẹp. Dạ Chị vâng. cũng không kỳ vọng là em làm được đẹp như thế này. À, ok chị. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Các bạn chị thân mến, là vừa rồi là em Khánh hoàn thiện bàn giao cho anh chị có tại thành phố Bắc Giang, chị gái tên là Vân các bạn nhé. Thì siêu phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan, thì có lẽ là bây giờ hỏi ý kiến chị một tí nhé. Chị có thể chia sẻ cho tất cả anh chị em biết là cảm nhận của chị như thế nào về đội thợ trần gỗ miền Bắc của em Khánh thi công cho gia đình nhà mình ở hạng mục của trần gỗ như thế này. Chị cứ chia, có điều gì chị cứ chia sẻ thẳng và thật cho bọn em. Nói chung là mình thấy là các bạn trẻ là có cái tầm nhìn dạ. khá là ok. Các bạn thiết kế rất là đẹp. Dạ vâng. Thực ra là nhà mình cũng đã đi tham quan khá là nhiều. Mẫu. Tham khảo rồi. Đúng rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà mình thấy là cái mẫu này của bạn là mình ưng ý nhất. Dạ vâng. Dạ vâng. Các bạn làm thì mình không chê được vào đâu cả. Dạ vâng, dạ vâng. Với cảm ơn chị. Đường nét rất là đẹp. Dạ. Và nói chung là giá cả phải chăng. Dạ vâng. Cảm ơn chị nhiều. Thôi em chúc chị và chúc anh thứ nhất là luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bên không gian đẹp như thế này. Và nếu như mà có duyên mà làm đẹp bất cứ không gian nào nữa, chị lại liên hệ em Khánh. Okay. Vâng, cảm ơn hy chị nhiều. Là các bạn sẽ được nhiều khách hàng tìm đến. Dạ vâng, vì đây là một điểm đến khá là tin cậy. Vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng. Cô thấy trần thế nào cô? Em này đẹp thì là lại liên hệ cháu nhé cô nhé. Ừ. bên này luôn ạ. Vâng, ở đây là trần gỗ xoan các bạn nhá. Bây giờ anh đi vào trong đêm một xíu nhé. Các bạn chị thân mến, đây là siêu phẩm trần gỗ xoan mà em Khánh hoàn thiện bàn giao cho chị gái tên là Vân có tại thành phố Bắc Giang. Em thiết kế ở giữa sẽ là một ô chống chính, hai đầu là hai ô phụ các bạn nhá. Mẫu trần này gọi là mẫu trần 3 cấp đấy. Và có 4 khuôn tranh nữa để cho anh chị treo những cái đồ nội thất trong nhà làm sao cho nó tinh tế và hợp lý nhất. Bàn ghế mọi thứ vào nữa thì thực sự là quá tuyệt vời. Và đó là trần gỗ xoan. Và em là Khánh, trần gỗ miền Bắc, cảm ơn anh chị rất nhiều. Là em thiết kế cái 4 cái khung tranh này. Vâng. Là đẹp hơn chị nghĩ. Đẹp hơn chị nghĩ à? nó phù hợp với cái trần nhà mình đó. Một cái nữa là nó thể hiện cái sự liên kết từ trên trần xuống. Nay mai chị còn treo cả hợp với cả cái nền. đúng, chính xác. Dạ vâng. Chị cũng không kỳ vọng là em làm được đẹp như thế này. Ok chị. Nhưng mà dạ chị vâng. khá là hài lòng. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Có gì cứ góp ý cho bọn em nhé. Được. Dạ vâng. Chị thấy em làm được. Dạ vâng. Mình đẹp thì mình phải khen thôi. Dạ vâng. Nói chung là ưng. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cái mẫu mà em đưa cho chị. Chị vâng. đảm bảo với em của nhà chị đẹp hơn. Có nghĩa rằng là chị cảm thấy là thực tế còn đẹp hơn cả trên ảnh. Ok cái chị. Cái kia là hơi tối. Dạ vâng. Thế nhưng mà như này nhìn. Căn bản là em quay điện thoại nhiều khi nó bị xấu. Em luôn luôn nói với khách hàng của em mà thực tế nó đẹp hơn rất nhiều. Đúng so với trên ảnh, trên clip. Chị thấy là nhìn trực tiếp này đẹp hơn. Vâng. Mặc dù chị chưa nhìn thấy của em một cái sản phẩm nào bên thực, ngoài. Thực tế. ok chị. Mình cũng khá là kỹ tính trong vâng. chọn mẫu. Dạ vâng. Mà em nói thật với anh chị là khách hàng của em đại đa số là người lớn tuổi là nhiều, tầm bậc phụ huynh của em là nhiều. Mà họ kỹ tính như thế nào mà không gọi là không làm hài lòng những khách hàng như vậy thì thực sự em nói thật với chị là không làm được nhiều. Đúng rồi. Không làm được nhiều. Bây giờ cạnh tranh thị trường như thế dạ, này. Vâng. Mình làm vừa đẹp dạ. mà mình lại có tâm nữa. Dạ. Nói chung là các em là chịu khó. Dạ vâng. Cải tiến cái mẫu. Còn kể cả trong quá trình sử dụng có bất cứ cái gì mà liên quan đến kỹ thuật bên em nhé thì bọn em sẽ hỗ trợ bảo trì cho chị thoải mái luôn. Ok, đương nhiên dạ, rồi. Dạ vâng. Làm gì mà bụi mù. Anh à. Anh đoán đây là gỗ gì anh? Nhìn qua đoán anh thử đoán đây là gỗ gì. Anh nhìn trên trần thôi, đừng nhìn ở dưới. Nhìn qua khó đoán lắm, nhưng mà nhìn thế này khó đoán lắm. Vâng. Cầu kỳ ấy. Chính ra làm trần này còn cầu kỳ hơn cả cái trần tân cổ điển bọn em làm. Tân cổ điển nó giá trị hơn rất nhiều, nhưng mà tuy nhiên rằng là nó đi ván và dán hoa đơn giản lắm. Xin phép anh chị nhé. Okay. Chúc anh chị sức khỏe và có duyên như thế nào nó thì là chị cứ alo em nhé. Cảm ơn chị nhiều. Em chào anh nhé. Chúc anh chị sức khỏe. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em chào chị nhé. Dạ vâng. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.